Berlin diễn tập lễ nhậm chức cho ông Biden bị hoãn. Tổng thống Trump kêu gọi chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Đến lượt Snapchat đình chỉ tài khoản của Tổng thống Trump. CEO Twitter thừa nhận đình chỉ tài khoản của Tổng thống Trump tạo tiền đề nguy hiểm. Đây là bản tin đặc biệt cập nhật hậu bầu cử Mỹ 2020 trên kênh FBNC. Theo Politico, buổi diễn tập cho lễ nhậm chức của ông Biden dự kiến diễn ra vào Chủ nhật 17 tháng 1 đã bị hoãn do các lo ngại về an ninh. Buổi diễn tập sẽ lùi sang thứ Hai 18 tháng 1. Đến nay, các biện pháp bảo đảm an toàn đã được tăng cường tối đa quanh khu phức hợp Capitol trước ngày lễ nhậm chức của tân tổng thống, đề phòng cuộc bạo loạn diễn ra như hồi tuần trước. Các quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã cảnh báo về sự đe dọa xung quanh lễ nhậm chức và Cục Điều tra Liên bang FBI cũng cáo buộc về các cuộc biểu tình có vũ trang trên 50 tiểu bang có thể diễn ra vào cuối tuần này. Ủy ban Liên hiệp Quốc hội Hoa Kỳ về lễ nhậm chức của Tổng thống không trả lời yêu cầu bình luận của báo chí về việc dời buổi tập dượt lễ nhậm chức lại một ngày. Mới đây, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi tất cả người dân Mỹ không tham gia vào bất kỳ cuộc biểu tình bạo lực, phá hoại hoặc vi phạm pháp luật nào trước lễ nhậm chức của ông Biden ngày 20 tháng 1. Ông nói, tôi kêu gọi không bạo lực, không vi phạm pháp luật và không phá hoại dưới bất kỳ hình thức nào. Đó không phải là điều tôi ủng hộ và cũng không phải là điều nước Mỹ đại diện. Tôi kêu gọi tất cả người dân Mỹ cùng nhau giúp xoa dịu căng thẳng và bình tĩnh hơn. Cảm ơn các bạn. Tuyên bố của ông Trump được gửi đi dưới dạng email từ văn phòng báo chí của Nhà Trắng. Nguồn tin cũng dẫn lời một cố vấn cho biết, Tổng thống Trump muốn các công ty Big Tech hỗ trợ trong việc phổ biến thông điệp chống bạo động của ông. Thông điệp này được đưa ra sau khi hàng loạt các gã trùm công nghệ lớn là Facebook, Instagram, Twitter, YouTube và các nền tảng khác đã khóa các tài khoản của ông Trump. Ngày 13 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC, bà Ronna McDaniel tuyên bố, bạo lực không có chỗ đứng trong nền chính trị của chúng ta. Bà nhấn mạnh, tôi hoàn toàn lên án những hành động bạo lực vô nghĩa hồi tuần trước và tôi mạnh mẽ nhắc lại những lời kêu gọi duy trì hòa bình trong những ngày tới. Những kẻ tham gia trong cuộc tấn công điện Capitol và những kẻ tiếp tục đe dọa bạo lực phải bị tìm ra, chịu trách nhiệm và truy tố theo mức phạt tối đa của pháp luật. Bà nói thêm, hãy để tôi khẳng định, bất kỳ ai có ý định xấu đều không được chào đón ở Washington hoặc bất kỳ thủ phủ tiểu bang nào khác. Quá trình chuyển đổi quyền lực một cách hòa bình là một trong những nguyên tắc xác lập của quốc gia chúng ta và là cần thiết để đất nước tiến lên. Vụ đột nhập xảy ra giữa buổi họp chung hôm 6 tháng 1 của Quốc hội khi các thành viên đang kiểm phiếu để chứng nhận kết quả bầu cử. Các nhà phê bình cho rằng những thông điệp của Tổng thống Trump trong bài phát biểu trước những người ủng hộ đã kích động bạo lực, dẫn đến các thành viên đảng Dân Chủ tại Hạ viện đưa ra kiến nghị luận tội phế truất ông. Một cuộc bỏ phiếu đã được thông qua tại Hạ viện, không rõ khi nào Thượng viện có thể tiếp nhận. Bà McDaniel nhắc nhở, đây là lúc để cùng nhau trở thành một quốc gia đoàn kết trong việc theo đuổi hòa bình, hướng đến mục tiêu dân chủ. Luật sư Jenna Ellis thuộc đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump cũng cho biết, hoàn toàn đúng đắn khi ủng hộ tính toàn vẹn của bầu cử. Hiến pháp, quyền tự do ngôn luận song hành với lên án bạo lực. Chúng ta là một quốc gia tuân theo pháp quyền. Luật sư Ellis nhận định, một số thế lực cánh tả và các phương tiện truyền thông lớn đang cố gắng tạo ra một câu chuyện rằng sự ủng hộ của đội ngũ ông Trump đối với tính liêm chính trong cuộc bầu cử tương đồng với việc ủng hộ bạo lực và coi thường hiến pháp. Phát ngôn viên của Snapchat mới đây nói với các phóng viên rằng tuần trước, chúng tôi đã đình chỉ vô thời hạn tài khoản của Tổng thống Trump và đang đánh giá xem hành động dài hạn nào nên tiến hành vì lợi ích tốt nhất cho cộng đồng. Nối gót các hãng công nghệ khác, Snapchat đang có động thái muốn xóa vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống Trump khỏi nền tảng của mình. Phát ngôn viên của Snapchat nói, vì lợi ích và sự an toàn của cộng đồng, dựa trên việc ông Trump cố gắng truyền bá thông tin sai lệch, ngôn từ kích động thù địch và bạo lực, rõ ràng là vi phạm nguyên tắc của chúng tôi, vì vậy chúng tôi quyết định đình chỉ tài khoản của ông ấy. Cố vấn Jason Miller thuộc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã gay gắt lên án động thái này. Năm ngoái, Snapchat thông báo sẽ không quảng bá nội dung từ tài khoản của Tổng thống Trump, đồng thời khẳng định một số bài đăng của ông có tính thúc đẩy bạo lực. Twitter đã khóa tài khoản của Tổng thống Trump vào tuần trước, trong khi Facebook đình chỉ tài khoản của ông vô thời hạn. Một loạt các gã trùm mạng xã hội và công nghệ khác cũng đồng loạt áp dụng các hành động thanh trừng tương tự như Instagram và YouTube. Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey mới đây thừa nhận, lệnh cấm đối với Tổng thống Trump đã đặt ra một tiền lệ nguy hiểm. Trao đổi với các phóng viên trong tuần này, Tổng thống Trump nhận định các công ty công nghệ lớn đang làm một điều kinh khủng cho đất nước. Ông nói họ đang chia rẽ và phân cách. Họ đang thể hiện điều mà tôi đã dự đoán từ lâu. Tôi đã dự đoán nó trong một thời gian dài
Vậy mà mọi người lại không hành động gì về vấn đề này. Trước đó, Tổng thống Trump đã cố gắng thúc đẩy cải cách hoặc loại bỏ mục 230 thuộc đạo luật chuẩn mực truyền thông. Đây là đạo luật tạo ra lớp rào cản bảo vệ hoàn hảo để các công ty công nghệ có thể né tránh hầu hết các vụ kiện. Song Quốc hội đã chặn đứng các nỗ lực của ông để sửa đổi đạo luật này. Kể từ khi bị cấm trên hầu hết các mạng xã hội, Tổng thống Trump đã đưa ra các tuyên bố thông qua nhân viên của mình. Trong một bài đăng trên Twitter ngay trước khi tài khoản của ông bị khóa, Tổng thống Trump cho biết sẽ xem xét khả năng xây dựng nền tảng mạng xã hội của riêng mình trong tương lai gần. Mới đây, CEO của Twitter Jack Dorsey cho biết quyết định loại bỏ tài khoản của Tổng thống Trump khỏi nền tảng là một động thái gây chia rẽ nội bộ ở công ty sâu hơn và đặt ra một tiền lệ nguy hiểm về chuẩn mực xã hội. Ông nói trên một đoạn tweet, chúng tôi bắt buộc phải thực hiện những động thái này và đã làm phân tán các cuộc đàm luận công khai. Điều này chia rẽ mọi người. Nó hạn chế khả năng làm rõ, chuộc lỗi, hoàn trả hay học hỏi. Nó cũng đặt ra một loạt các tiền lệ mà tôi cảm thấy nguy hiểm. Đó là quyền lực của một cá nhân hoặc tập đoàn đối với các cuộc trò chuyện công khai trên quy mô toàn cầu. Ông Dorsey không đưa ra tuyên bố nào từ khi Twitter loại bỏ tài khoản của Tổng thống Trump vào ngày 8 tháng 1, cắt đứt đường dây liên lạc trực tiếp giữa ông Trump. Với hơn 88 triệu người theo dõi, Twitter đã cấm tài khoản của Tổng thống Trump 2 ngày sau khi đám đông đột nhập điện Capitol của Hoa Kỳ. Công ty cáo buộc Tổng thống kích động bạo lực. Động thái này khiến Twitter đối mặt với làn sóng chỉ trích của nhiều lãnh đạo thế giới, bao gồm Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức. Tổng thống Trump cũng cáo buộc Twitter thông đồng với đảng Dân Chủ. Trong một tweet khác, ông Dorsey viết, tôi không ăn mừng hay cảm thấy tự hào về việc cấm Tổng thống Trump sử dụng Twitter hoặc việc chúng tôi phải làm vậy thế nào. Sau khi có cảnh báo rõ ràng về động thái này, chúng tôi đã thực thi với những thông tin đầy đủ nhất mà chúng tôi có, dựa trên các mối đe dọa đối với an toàn trên kênh, cả trực tuyến và ngoại tuyến ngoài xã hội. Chúng tôi làm có đúng không? Tuy nhiên, trong một tweet khác, ông Dorsey viết, tôi tin rằng đây là quyết định đúng đắn của Twitter. Chúng tôi phải đối mặt với một tình huống phi thường và không thể có một quyết định hoàn hảo, buộc chúng tôi phải tập trung tất cả các hành động của mình để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Tác hại ở ngoài đời thực do phát ngôn trên nền tảng trực tuyến đã được chứng thực rõ ràng. Đây là điều thúc đẩy chúng tôi thực thi chính sách này. Ông Dorsey nhấn mạnh, khả năng mọi người lựa chọn tài khoản khác thay cho Twitter là một sự kiểm tra quyết định của công ty trong việc ngăn chặn tài khoản người dùng như của Tổng thống Trump. Nhưng ông thừa nhận điều này không đúng với trường hợp mạng xã hội tự do ngôn luận Parler bị ngừng hoạt động. Apple, Google và Amazon đã loại bỏ Parler khỏi nền tảng lưu trữ trực tuyến và buộc phải hoạt động ngoại tuyến. Về điều này, ông Dorsey nói, tôi không tin đây là một nỗ lực có tổ chức. Có lẽ mỗi công ty nên đưa ra kết luận của riêng họ. Thời điểm này, động thái này có thể ok, nhưng về lâu dài, nó sẽ hủy hoại mục đích và lý tưởng cao cả của mạng Internet toàn cầu. Một công ty đưa ra quyết định tự kiểm duyệt, khác với việc chính phủ loại bỏ quyền truy cập, nhưng cũng có gì đó giống nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến hậu bầu cử Mỹ ở các bản tin tiếp theo. Mời quý vị tiếp tục đón theo dõi trên kênh FBNC.